Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Học viện Crypto. Mình là Hoàng Đức, một thành viên trong team của Học viện Crypto. Ở trong video này, mình sẽ đánh giá review một đồng crypto khá là hot. Đồng đó có tên là KuCoin Shares. Chúng ta sẽ cùng hiểu KuCoin Shares là gì, những cái tính năng đặc biệt của KuCoin Shares, cũng như làm sao để có thể tạo được cái nguồn thu nhập thụ động từ KuCoin. Và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời rằng chúng ta có nên là hold cái đồng KuCoin Shares này dài hạn hay không. Thì trước hết, dành cho những bạn nào chưa biết kênh YouTube của Học viện Crypto, Học viện Crypto là một kênh YouTube nơi chia sẻ hoàn toàn miễn phí những cái video giới thiệu về cái cách thức trade ở trong thị trường crypto, những cái video về ICO, những video về crypto và những cái kiến thức dành cho người mới. Thì các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký kênh cũng như là nút quả chuông bên cạnh để các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Thì trước hết, mục đích của cái video này chỉ mang mục đích thông tin, đánh giá dựa trên cái kiến thức, hiểu biết cá nhân của mình, không được coi là lời khuyên đầu tư. Thì cái câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đó là KuCoin Shares là gì. Chúng ta có thể ấn vào phần trang web này. Đây chính là website của con KuCoin này. KuCoin này thì bản chất nó là một cái sàn giao dịch, và cái KuCoin Shares này là một cái đồng tiền ảo riêng dành cho cái sàn giao dịch KuCoin. Và đây là cái sàn của Trung Quốc. Người dùng thì có thể sử dụng cái đồng KCS này để mua những cái cặp tiền tệ khác. Ví dụ như là KSC ở trên altcoin, chúng ta thì vào đây này. KSC trên BTC, KCS trên Ethereum, KCS trên USDT, vân vân. Chính vì cái cặp KCS này trên cái cặp tiền tệ altcoin thì nó rất giống ở trên cái sàn Binance, nên là cái tính thanh khoản của cái đồng KCS này rất là lớn. Người dùng có thể mua hoặc bán bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Và hơn nữa thì là cái người dùng sử dụng KCS này để mua những altcoin khác thì là họ sẽ được giảm 50% cái phí giao dịch so với thông thường. Và cái đồng KuCoin Shares này thì là được xây dựng ở trên cái nền tảng của Ethereum. Chúng ta sẽ vào phần Explorer này. Hiện tại thì họ vẫn chạy trên cái nền tảng của Ethereum. Đây chính là cái smart contract của cái đồng KCS. Và cái đồng KuCoin Shares này thì được tạo ra bởi sàn KuCoin. Và đây chính là một trong những cái sàn rất là lớn ở Trung Quốc chuyên giao dịch crypto. Và cái đồng tiền riêng này thì cũng tương tự như cái đồng Binance Coin của sàn Binance vậy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số những cái tính năng chính của đồng KuCoin. Tính năng đầu tiên thì là họ sẽ có phần tiền thưởng khuyến khích chủ sở hữu, tức là những người mà nắm giữ cái đồng KuCoin này ấy, thì là sẽ được nhận những cái lợi tức tiền mã hóa hàng ngày. Tức là sàn KuCoin này sẽ lấy cái tiền phí giao dịch hàng ngày họ sẽ trả cho những người làm hold cái đồng KuCoin này. Phần này thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần tiếp theo là cách tạo thu nhập thụ động từ sàn KuCoin. Thứ hai là cái giao diện của sàn thì đã khá là thân thiện và dễ dùng. Và cái giao diện chơi của cái sàn KuCoin này thì mình thấy khá là ok. Bởi vì là cái sự phát triển của cái đồng KuCoin Shares này thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái sự phát triển của cái sàn KuCoin này. Tức là nếu mà cái sàn KuCoin này mà tăng mạnh, phát triển rất là mạnh mẽ, có nhiều người sử dụng thì cái đồng KuCoin này mặc định nó sẽ lên giá khá là cao. Thứ ba đó là phí giao dịch của sàn KuCoin này cũng khá là thấp. Chi phí giao dịch của KuCoin thì cũng thấp, tương tự như là Binance, BitCheck thì được khoảng 0.25%, còn Binance thì 0.1%. Thì KuCoin hiện tại phí giao dịch của họ cũng 0.1%. Và cái dịch vụ hỗ trợ của khách hàng của sàn KuCoin này thì cũng khá là tốt, 24/7. Sàn KuCoin thì hỗ trợ giao dịch thông qua trang web này, thông qua có hotline của đường dây nóng, thông qua email. KuCoin thì là một cái token chạy trên nền tảng của Ethereum ERC20 và họ có khá là nhiều cặp giao dịch. Ví dụ như là KuCoin trên BTC, KuCoin ETH, KuCoin USDT. Đấy, rất là nhiều những cặp giao dịch ở trên cái con KuCoin này. Tiếp theo thì tính năng bảo mật của KuCoin. KuCoin thì cung cấp một số cái tính năng bảo mật khá là tốt, ví dụ như là thông qua email, thông qua bảo mật 2 lớp, 2FA, vân vân. Đây thì nó sẽ là một cái sàn giao dịch phân quyền tương lai và nó có một cái công cụ hiệu suất cao cho khả năng mở rộng. Công nghệ này mang đến hiệu suất gấp hàng trăm nghìn lần so với tiêu chuẩn công nghiệp thông thường, dẫn đến việc đẩy nhanh cái tốc độ giao dịch lên và sẽ không bị lag. Ok, quay trở lại. Thì đây chính là cái giao diện chính của cái sàn KuCoin này. Thì chúng ta có thể kéo xuống và tìm hiểu về phần team ở đây này. Đây là một số cái thông tin về cái team của sàn KuCoin này, xem có gì đặc biệt không. Đấy, đây là một số những tính năng đặc biệt mà mình đã kể ở phần trước này. Đây chính là cái lộ trình phát triển của sàn KuCoin này. Thì ở đây chúng ta dịch sang tiếng Việt để chúng ta tìm hiểu dễ hơn này. Thì KuCoin thì được đội ngũ sáng lập vào khoảng tầm tháng 5 2017 này. KuCoin nhận được một số những quỹ đầu tư vào tháng 8 2017 và bắt đầu chính thức vào tháng 8 2017 thì họ ra mắt phiên bản KuCoin 1.0. Đấy. Thì là KuCoin này mình thấy rằng khoảng cuối 2017 thì họ phát triển khá là mạnh. Khi đến khoảng tháng 3 2018 thì volume giao dịch của họ khoảng 2.000 bit mỗi ngày này. Đấy. Họ kỳ vọng rằng là đến tháng 8 năm 2018 thì họ sẽ phát hành ra Exchange Flash Crypto này. Và họ sẽ triển khai thêm một số những tính năng mới của cái đồng KSC này. Họ kỳ vọng rằng đến tháng 10 2018 thì họ sẽ phát triển cái nền tảng Big Data cho cái KuCoin. Và họ hy vọng rằng đến tháng 1 2019 thì họ sẽ có thể đạt volume là 50.000 bit giao dịch mỗi ngày. Tháng 3 2019 thì đạt volume là 100.000 bit mỗi ngày. Và đến quý 1 2019 thì họ sẽ phát hành ra một cái blockchain protocol testnet riêng cho KuCoin. Và đến quý 2 thì họ sẽ ra cái exchange crypto phân cấp. Và đến tháng 12 2019 thì họ sẽ đạt 300.000 bit giao dịch mỗi ngày. Đây chính là một số hình ảnh của những cái đội ngũ phát triển đến từ sàn KuCoin này. Chúng ta ấn vào tham gia chúng tôi xem gì không? Đấy. Đây là một số những cái văn phòng làm việc chính của KuCoin. Có thể thấy rằng có nhiều cái văn phòng ở khắp nơi trên thế giới này, ở China, Trung Quốc, ở Singapore này. Đấy, một số nơi khác. Đấy, đây là một số cái văn phòng của họ, văn phòng đại diện thôi. Đây là một số cái mạng xã hội của KuCoin này. Chúng ta tìm hiểu xem về Facebook này, Telegram này, Twitter này, YouTube này. Facebook của họ không phát triển lắm bởi vì đây là một cái sàn giao dịch của Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không sử dụng Facebook nên là cái lượng like khá thấp, 800 like. Cái này chưa có gì này. Bên Twitter của họ có 304.000 lượt follow, một con số rất là đáng lẽ, cực kỳ là kinh khủng. 304.000 lượt follow quá là ghê cho một cái sàn giao dịch. Và những cái bài đăng gần đây thì họ cập nhật khá thường xuyên. Tầm mấy chục phút trước, 1-2 giờ trước họ đăng rất là nhiều bài. Tuy nhiên là những cái bài đăng của họ thì có khá là ít like, bài nào nhiều thì có 100 like gì đó. Đây là YouTube giới thiệu về cái sàn KuCoin này. Những cái video của họ thì video là nhiều, thì có khoảng độ mười mấy nghìn, mấy chục nghìn lượt view này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ấn vào phần FAQ này. Đây chính là những cái phần hỏi và đáp để chúng ta có thể biết những cái câu hỏi, và chúng ta có thể là gửi câu hỏi đến cho đội ngũ support cũng như là support online. Và đây là những câu hỏi thường gặp, nếu mà chúng ta lỗi thì chúng ta có thể vào đây hỏi. Về cơ bản thì cái sự phát triển của cái đồng KuCoin Shares này nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cái sự phát triển của cái sàn KuCoin. Đây là chúng ta có thể là ấn vào phần CoinMarketCap, chúng ta search cái từ khóa là KuCoin này. Đấy, ấn vào phần này này, sàn giao dịch KuCoin, thì nó sẽ thống kê cho chúng ta biết là thông tin về cái sàn giao dịch KuCoin này. Đấy, đây chính là thông tin về sàn giao dịch KuCoin này. Thì chúng ta có thể xóa cái này đi này, xóa chữ KuCoin đi này. Chúng ta ấn Enter để chúng ta tìm hiểu về cái bảng xếp hạng của tất cả những cái sàn giao dịch ở trên CoinMarketCap. Đây là cái bảng xếp hạng của tất cả những sàn giao dịch trên CoinMarketCap thì chúng ta search KuCoin. KuCoin thì hiện tại thì đang đứng thứ 57 ở trên bảng xếp hạng CoinMarketCap, với cái volume 24 giờ của họ thì khoảng tầm 13 triệu đô gì đó, và volume trong 7 ngày là 43 triệu đô. Có thể thấy rằng volume này khá thấp. Nếu mà cái sàn KuCoin này lọt vào tầm top 20 ở trên CoinMarketCap thì cái đồng KuCoin này bay rất là kinh. Ok, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai cái cách làm sao để có thể tạo thu nhập thụ động với cái đồng KuCoin. Cái cách đầu tiên đó là chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ việc hold cái đồng KuCoin, tức là chúng ta sẽ mua cái đồng KuCoin này ở trên cái sàn giao dịch và chúng ta để ở trên cái sàn giao dịch KuCoin thì bạn sẽ được chia một phần trong 50% tổng phí giao dịch hàng ngày, và số bonus 50% này sẽ được thay đổi khi volume giao dịch tăng lên, nhưng nó sẽ không nhỏ hơn 15%. Bạn có thể tính được cái số tiền bonus mình nhận được hàng ngày với cái số KCS hiện tại mà bạn có trên cái trang web này này. Bạn có thể vào trang là Kucoin Shares.com thì bạn nhập cái số lượng cái đồng KuCoin bạn có hiện tại ở đây. Giả sử như bạn có 1.000 đồng KuCoin chẳng hạn, xong bạn ấn vào phần calculate này, thì ở đây nó sẽ hiện ra rằng là 1.000 đồng KuCoin hiện tại thì nó có giá khoảng 1.300 đô, và mỗi ngày thì bạn sẽ nhận được cái số này này. Chúng ta thì ấn vào phần USD này thì có thể thấy rằng là cái này nó tính thì không chính xác cho lắm, bởi vì là cái số lượng mà mình nhận được ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái volume giao dịch 24 giờ của cái sàn KuCoin. Đấy. Nếu mà volume này càng lớn thì cái số lượng mà chúng ta sẽ nhận được sẽ càng lớn. Thì đã rất là đơn giản là bạn chỉ cần là mua cái đồng KuCoin và giữ ở trên, để nguyên ở trên sàn này. Để nguyên trên sàn KuCoin chúng ta sẽ được cái thu nhập thụ động từ đồng KuCoin. Ngoài ra thì sàn KuCoin có chính sách là họ sẽ dành ra 10% lợi nhuận mỗi quý, họ sẽ mua lại số KCS ở trên thị trường và tiêu hủy. Thì cái chính sách này nó tương tự như sàn Binance, tức là khi mà họ được cái 10% lợi nhuận mỗi quý, họ sẽ mua cái đồng KuCoin này và họ sẽ đốt cái đồng KuCoin đi. Như vậy thì bạn sẽ không cần phải làm gì, chỉ cần giữ cái đồng KuCoin ở trên cái tài khoản của bạn và bạn sẽ nhận được một phần lợi tức từ cái sàn KuCoin. Phần này thì mình thấy rằng khá là ok. Cách thứ hai đó là chương trình referral program, tức là chương trình giới thiệu. Thì sàn KuCoin này nó có một cái link là link referral, tức là link giới thiệu. Thì bạn có thể là lấy cái link giới thiệu đó, bạn gửi cho những người bạn bè của bạn, hoặc bạn là một người marketing tốt thì bạn có thể gửi nó thông qua cho những cái người làm giao dịch qua cái link referral của bạn, thì bạn sẽ được cái thu nhập thụ động từ cái link đó. Đây chính là hai cách để tạo ra cái thu nhập thụ động từ cái sàn KuCoin này, cũng như là từ cái đồng KuCoin. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút tổng quan thị trường về cái đồng KuCoin này. Thì đồng KuCoin Shares này có mã là KCS và hiện tại thì đang đứng doanh xếp hạng là khoảng 54 ở trên CoinMarketCap, và cái tổng vốn hóa thị trường của nó hiện tại là 122,9, và cái vốn hóa thị trường hiện tại của nó là khoảng 122 triệu đô, với cái volume giao dịch 24 giờ khá thấp, khoảng 173.000 đô. Tổng cung ở trên thị trường là khoảng 180 triệu đồng KCS, với cái lượng lưu thông ở trên thị trường khoảng 50% gì đó, tức là khoảng 90 triệu đồng KCS ở đây này. Và đồng này thì hiện tại là token chạy trên nền tảng của Ethereum, và có thể thấy rằng đây là cái biểu đồ giao dịch của cái đồng KuCoin. Cái đồng KuCoin lên sàn vào khoảng tháng 10 năm 2017 với cái giá khi mà mới lên sàn khá là thấp, khoảng 0,71 đô la Mỹ. Và đỉnh điểm của đồng KuCoin này có thể thấy rằng nó bơm rất là kinh khủng vào khoảng tầm tháng 1 2018. Lúc đỉnh điểm của đồng KuCoin này đã có lúc nó lên tầm 19 đô, bạn nhìn không ạ? 19 đô mà so với giá khoảng 0.8 đô, mình sẽ chia ở đây 19 chia 0.8, tức là nó đã nhân 23 lần so với giá lúc nó vừa mới lên sàn. Thì có thấy rằng lúc này là lúc thị trường uptrend và cả thị trường FOMO theo cái hiệu ứng là hiệu ứng coi sàn, và KuCoin này nó được bơm lên rất là kinh khủng khi mà nó lên đến 19 đô, và sau đó thì nó đi vào một cái downtrend dài hạn. Có thể thấy rằng nó giảm liên tục, và cái giá hiện tại ngày hôm nay nó vào khoảng 1.35 đô, nó cao hơn cái giá lúc mới lên sàn một chút. Tuy nhiên rằng so với đỉnh của nó thì nó vẫn khá là thấp, và cái đồng KuCoin này mình thấy rằng khá là tiềm năng cho bạn nào là muốn hold dài hạn cái đồng này. Đây chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, bởi vì là khi hold đồng này, thứ nhất là mình được cái thu nhập thụ động là từ cái KuCoin Share, tức là từ sản KuCoin được trả chúng ta. Thứ hai là mình nghĩ rằng nó sẽ tăng giá trong tương lai khi mà thị trường uptrend, còn hiện tại thì thị trường đang nằm ở trong cái downtrend khi cái vốn hóa của cả thị trường chỉ vào khoảng 207 tỷ đô. Ok, sang cái các thị trường giao dịch thì cái đồng KuCoin Share này chỉ được giao dịch duy nhất ở trên một sàn, đó là sàn KuCoin của chúng ta, và đây là những cái cặp giao dịch chính ở trên sàn KuCoin. Chúng ta có thể dùng BTC để mua coin, Ethereum, USDT, Leo và rất nhiều những cặp khác, và ở trong tương lai thì mình nghĩ rằng là họ sẽ thêm nhiều cặp khác, giống như kiểu là ở trên sàn Binance này. Sàn Binance thì có rất là nhiều cặp giao dịch với cái đồng BLB của nó, thì cái đồng KuCoin này tương tự như vậy. Tương lai họ sẽ thêm rất là nhiều đồng khác vào đây, nên là cái lượng cung của đồng KuCoin này nó sẽ tăng dần, cũng như rằng việc chúng ta chơi với sàn, chơi với chủ sàn thì chúng ta khả năng là sợ lỗ nó không sợ cao lắm. Ok, vậy là mình đã đánh giá tổng quan xong về đồng KuCoin Share. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng comment ở bên dưới cái video này, và đừng quên đăng ký cái kênh Học viện Crypto của chúng tôi để các bạn có thể nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.